kính chào quý vị khán giả, bây giờ là bản tin thời sự 16 giờ của đài truyền hình Việt Nam. Ngày mùng 1, mùng 2 tháng 6 tới đây, Bộ Y tế sẽ tổ chức đợt uống vitamin A cho các trẻ dưới 6 tháng tuổi không được bú mẹ và trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ thiếu vitamin A. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là các vùng trồng vải chính vụ bắt đầu bước vào vụ thu hoạch. Năm nay do thời tiết thuận lợi nên sản lượng vải tăng khoảng 20% so với năm ngoái. Với sản lượng lớn như vậy thì các vùng trồng vải đã chủ động lên phương án tiêu thụ. Riêng về thị trường nội địa, ngoài các kênh truyền thống như trung tâm thương mại, siêu thị, chợ các địa phương còn đẩy việc đưa vải thiều lên sàn thương mại điện tử, ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang. Với mong muốn hỗ trợ cho công nhân người lao động vượt qua khó khăn, sáng nay công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức ngày hội công nhân phiên trợ nghĩa tình với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong 6 tỉnh thành phố thí điểm chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử đầu tiên trên toàn quốc. Tới nay hơn 95% doanh nghiệp và 99,8% hộ kinh doanh đã sử dụng hóa đơn điện tử. Ngành thuế đang đẩy mạnh các giải pháp để trong thời gian tới 100% doanh nghiệp đều sử dụng hóa đơn điện tử, bởi hóa đơn điện tử thì không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, người dân mà còn góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia. Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hàng trăm nghìn sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng có dấu hiệu nhập lậu trị giá khoảng 6 tỷ đồng tại một kho hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 5.000 sản phẩm điện thoại di động và phụ kiện các loại có dấu hiệu nhập lậu vừa bị lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện tại một điểm tập kết hàng hóa ở phố Lưu Hữu Phước, quận Nam Từ Liêm. Chưa vào mùa lũ nhưng ở thượng nguồn sông Mekong Công đang ghi nhận dòng chảy dâng cao hiếm gặp do các đập thượng nguyền xả nước đã khiến mực nước dâng cao bất thường. Tại trạm Kratie ở Campuchia, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp độ 4, mức độ đầu tiên trong 4 mức ứng phó khẩn cấp trước dự báo mưa lớn sẽ diễn ra tại 7 tỉnh miền Nam của quốc gia này. Chính phủ Đức đã giảm hỗ trợ quân sự cho Ukraine xuống mức tối thiểu trong 9 tuần qua. Đây là thông tin được các quan chức và báo chí nước này công bố. Cuối bản tin là dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.